xin giới thiệu với các fan của Battlecry, Tony Computer, nơi bán sỉ lẻ linh kiện máy tính, giá rẻ top 1 thị trường. Bạn cần build PC chơi game, render thiết kế đồ họa hay bất kỳ nhu cầu nào khác, hãy truy cập ngay tonycomputer.vn. Đặc biệt, với mã giảm giá thương trường kể chuyện, các bạn sẽ được tặng ngay một phần quà trị giá 200.000. Đặt hàng ngay để nhận quà thế nào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry thương trường kể chuyện và series những phi vụ lừa đảo rúng động thị trường chứng khoán. Video hôm nay cũng là phần cuối cùng của series. Hãy cùng xem những phi vụ cuối cùng mà Battlecry muốn đề cập tới là những phi vụ nào nhé. Tyco International. Với sự sụp đổ của Enron, hàng loạt tập đoàn lớn cũng bị kiểm tra và sờ gáy vào đầu thập niên 2000. Và cái tên Tyco International đã khiến các nhà đầu tư phải bàng hoàng. Trước năm 2002, cổ phiếu của Tyco vốn được đánh giá là blue chip, bến đỗ an toàn cho các nhà đầu tư khi hãng này kinh doanh các thiết bị điện tử và y tế. Được sáng lập bởi Arthur Gardner vào năm 1960, Tyco hoạt động chủ yếu dưới hai hình thức là công ty đầu tư và vốn cổ phần. Ban đầu, Tyco là tập đoàn cung cấp hệ thống an ninh của Thụy Điển, có trụ sở ở thành phố New Jersey và Princeton của Mỹ. Sau đó, công ty phân cấp thành 3 mảng kinh doanh bao gồm giải quyết các vấn đề liên quan tới an ninh, giải pháp về tường lửa và điều khiển luồng. Điều khiển luồng là cơ chế nhằm đảm bảo việc truyền tin của bên phát không vượt quá khả năng xử lý của bên thu. Tháng 6 năm 2007, công ty Tyco bị phân tách thành 3 công ty độc lập là Covidien, Tyco Electronic và Tyco International. Sau khi chia tách, lợi nhuận kinh doanh của Tyco International dường như bùng nổ mãnh liệt trên thị trường kinh doanh và có mặt trong sàn giao dịch chứng khoán NYSE. Tổng doanh thu lên tới 34 triệu đô và vốn của chủ sở hữu của các cổ đông khá cao với 15 triệu đô. Năm 1974, Tyco dẫn đầu trong top những công ty dẫn đầu về doanh thu bán hàng với doanh số khoảng 500 triệu đô, lợi nhuận ròng xấp xỉ 140 triệu đô. Tuy nhiên, CEO Dennis Kolosky vốn được bình chọn là một trong 25 nhà quản lý giỏi nhất thời đó, theo tờ báo Business Week, đã phá hỏng tất cả. Vị giám đốc này đã phối hợp cùng với các quản lý khác bí mật rút 170 triệu đô khỏi công ty dưới dạng vay lãi 0% mà chưa hề có sự cho phép của các cổ đông. Họ cũng bí mật bán 7,5 triệu cổ phiếu để thu về 430 triệu đô và tất cả các số tiền đó đều dùng cho chi tiêu cá nhân. Với số tiền dư giả, CEO Kolosky đã mua nhà, mua xe và chi tới 2 triệu đô chỉ cho bữa tiệc sinh nhật của vợ. Hệ thống ban quản lý của Tyco không hề ổn định, thay vào đó là những cuộc mua đi bán lại, sáp nhập và chia tách rất phức tạp. Ví dụ gần nhất, năm 2002, Tyco có thương vụ mua bán vô cùng lằng nhằng và gây thiệt hại nặng nề. Phân khúc Electric mua lại Communication Investment, phân khúc Healthcare mua Paragon Trade Brand, hay The Engineer Product and Service mua lại Clean Air System. Điều này dẫn tới việc không thống nhất trong chiến lược quản lý công ty, dễ dàng làm đòn bẩy cho sự gian lận về các số liệu kế toán, khai khống trong các báo cáo tài chính của ban lãnh đạo trong từng mảng kinh doanh riêng biệt. Do vậy, tập đoàn công nghiệp Tyco International, vốn dĩ là công ty có sức mạnh tài chính vượt bậc, phải mất 3 tỷ đô để giải quyết và chi trả các vụ kiện giữa các cổ đông về hành vi gian lận trong đạo đức kinh doanh. Đầu năm 2002, tất cả câu chuyện về vụ việc vỡ lở và cổ phiếu của Tyco mất giá gần 80% chỉ trong có 6 tuần. Những giám đốc tham gia vụ việc đã bị tuyên án 25 năm tù giam. HealthSouth Corporation, Hoa Kỳ. HealthSouth Corporation là một tổ chức cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe với hệ thống các mạng lưới bệnh viện tập trung và lĩnh vực phục hồi chức năng cho các bệnh nhân nội trú. Cụ thể là cải thiện chức năng của cơ thể, giúp người bệnh có thể quay về lối sống sinh hoạt bình thường sau những cơn đột quỵ, rối loạn thần kinh, bệnh tim mạch, bệnh phổi, phẫu thuật não hay phẫu thuật cắt bỏ các bộ phận tổn thương. Tổ chức được sáng lập bởi Richard Grossi năm 1984, có trụ sở tại Birmingham, bang Alabama, Hoa Kỳ. Mạng lưới hoạt động của HealthSouth Corporation trải rộng trên hơn 26 tiểu bang khác nhau. Năm 2003, doanh thu được ghi nhận của tổ chức vào khoảng 4,6 tỷ đô, gần như là thống trị thị trường dịch vụ chăm sóc sức khỏe với hơn 2.000 cơ sở lớn nhỏ ở trong và ngoài nước. Sức mạnh của tổ chức vượt tầm cỡ quốc tế, có mặt tại các quốc gia khác như Anh, Canada, Úc và Ả Rập Xê Út.
Tuy nhiên, HealthSouth đã gặp phải một vụ bê bối tài chính có quy mô lớn mà người đứng đằng sau chỉ đạo và giật dây, không ai khác, chính là người sáng lập công ty Richard Gorsi. Ông đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền sửa chữa và thổi phồng các số liệu doanh thu, điều chỉnh các khoản tiền trong sổ kế toán để che mắt, gian lận với các thành viên cổ đông góp vốn vào tổ chức. Mức độ phóng đại lã dòng lên tới 1,4 tỷ đô, một con số đáng ghi vào lịch sử của sự bê bối trong ngành chăm sóc sức khỏe. Phải mãi tới tháng 3 năm 2003, khi giám đốc tài chính William Owen hợp tác với Cục Điều tra Liên bang Mỹ bóc trần sự thật về con số doanh thu 4,6 tỷ đô năm tài khóa, thì mọi chuyện mới vỡ lở. Cổ phiếu của hãng lập tức sụt giảm tới 97% giá trị, xuống chỉ còn có 11 sen chỉ trong một phiên. Bản thân CEO Scorsese cũng bị cáo buộc với 36 tội danh liên quan tới lừa đảo. Bernard L. Madoff Investment Security, Hoa Kỳ. Bernard L. Madoff là cái tên quá nổi tiếng trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán của phố Wall. Công ty được thành lập bởi doanh nhân người Mỹ Bernard Lawrence Madoff vào năm 1960 với hình thức hoạt động chủ yếu bao gồm tư vấn đầu tư và điều hành các quỹ đầu tư. Madoff cũng là một trong những sáng lập viên đầu tiên của sàn giao dịch Nasdaq, sàn giao dịch điện tử chứng khoán lớn nhất Hoa Kỳ với khoảng 3.200 giao dịch mỗi ngày. Cựu chủ tịch của Nasdaq Bernard Madoff vốn là một người có danh tiếng trên thị trường chứng khoán. Thế nhưng, ông vẫn bị bắt vào năm 2008 với tội danh lừa đảo theo mô hình đa cấp ở tuổi 70. Quỹ đầu tư của ông đã gọi vốn nhưng giấu nhẹm các khoản lỗ, đồng thời trả cho các nhà đầu tư đến trước bằng tiền của những người đến sau. Với danh tiếng của mình, Madoff dễ dàng tạo ra được sự tin tưởng và quỹ của tên này đã ghi nhận mức tăng trưởng 11% liên tục trong 15 năm. Mạng lưới lừa đảo của Madoff được cho là đã lấy của nhà đầu tư tới 50 tỷ đô và bản thân của siêu lừa này đã bị tuyên án tới 150 năm tù giam. Công ty Bernard Madoff đóng vai trò là nhà môi giới trung gian, thiết lập thị trường cung cấp giữa các nhà đầu tư, hứa hẹn đem lại những lợi nhuận khổng lồ. Ngay trong cả thời kỳ suy thoái của nền kinh tế, những cuộc khủng hoảng tài chính diễn ra với tần suất ngày một cao. Rất nhiều công ty phải đệ đơn phá sản, nhưng Bernard Madoff thì luôn có đủ khả năng để trả cho các nhà đầu tư cả gốc lẫn lãi. Điều này khiến cho mọi tầng lớp từ người nghèo tới người giàu đều có sự tin tưởng giao cho công ty những món tiền đầu tư khổng lồ. Các nhà phân tích kinh doanh luôn cảm thấy thực sự bất ngờ trước khả năng tài chính và hoạt động luôn có lãi của Bernard Madoff. Cho tới năm 2001, công ty của ông thì vẫn là một trong 3 nhà tạo lập thị trường lớn nhất trên sàn Nasdaq và doanh nghiệp môi giới lớn thứ 3 tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Tuy nhiên, cái kim trong bọc lâu ngày cũng không thể nào giấu mãi được. Madoff đã phải tự thú nhận lỗi sau khi các vụ việc lừa đảo bị phanh phui qua việc sử dụng uy tín ảo tạo dựng qua việc lấy tiền đầu tư của nhà đầu tư trước trả cho nhà đầu tư sau. Hàng ngàn ngân hàng, tổ chức tài chính trên thế giới và các nhà đầu tư cá nhân đã bị sập bẫy. Hơn nữa, dựa trên các chức danh như Phó Chủ tịch Hiệp hội Quốc gia các nhà môi giới chứng khoán Mỹ, thành viên trong Ban Giám đốc Thị trường Chứng khoán Nasdaq, Giám đốc Hiệp hội Chứng khoán Mỹ vào những năm 1960, thì Madoff đánh vào thế giới tài chính một cú sốc với một cú lửa ngoạn mục. Năm 2021, siêu lửa Madoff chết trong tù ở tuổi 82. Centennial Technology 1996. Tháng 12 năm 1996, CEO Emmanuel Pinet của Centennial Technology đã tuyên bố công ty này đạt doanh thu 2 triệu đô nhờ bán thẻ nhớ máy tính cá nhân. Tuy nhiên, tất cả những số liệu này đều là giả và các nhân viên của hãng đã giả mạo giấy tờ để chứng minh đạt doanh thu kỷ lục. Qua đó, đẩy giá cổ phiếu tăng 451% trong khoảng thời gian ngắn. Số liệu của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ SEC cho thấy trong khoảng tháng 4 năm 1994 đến tháng 12 năm 1996, hãng Centennial đã khai khống lợi nhuận thêm 40 triệu đô. Thậm chí, khi lỗ tới 28 triệu đô, thì hãng này vẫn làm giả giấy tờ để chứng minh rằng mình đang lãi 12 triệu đô. Sau khi vụ việc bị phanh phui, giá cổ phiếu của Centennial giảm từ mức đỉnh 55,5 đô xuống chỉ còn có 3 đô trên một cổ. Khoảng 20.000 nhà đầu tư đã mất trắng tài sản vì tin tưởng vào CEO Pines. Vị giám đốc này đã bị tuyên án với 5 tội danh bao gồm giao dịch nội gián khi khai khống làm tăng giá cổ phiếu để đầu cơ trục lợi cũng như lừa dối nhà đầu tư. Trên đây
là những phi vụ cuối cùng khép lại series về những thương vụ lừa đảo gây rúng động thị trường chứng khoán. Bạn có đánh giá thế nào về những phi vụ này? Bạn ấn tượng với phi vụ nào nhất? Hãy để lại comment ở phần bình luận bên dưới nhé.